Nào có ai ngờ cuộc tình giờ nát tan, vì đời lạc lối vương lụy. Cái gì ghê quá vậy? Ôi dạ. Và có ai ngờ giờ còn lại xót xa. Nói lại tôi nghe coi. Số gạo này đem ra giường giấu coi. Than khóc u sầu hối tiếc. Anh ơi. Nhưng lỗi lầm dù đời chỉ còn một giây phút thôi. Đúng rồi. Nhìn vào tình người để em đổi thay. Con này mà nó nhúc nhích mới là ghê. Không có căng thẳng khỏi nhổ lông mũi. Mày dám hả? Con... Mình phải đòi lại đứa con của mình. Má chuyển sang làm tú bà hồi nào vậy? Con này sẽ không là những phù du, niềm vui đợi chờ sẽ không vội đến vội đi, vì trong tình yêu sẽ chân thành sẽ tùy chung, mãi là ngọt ngào yên ấm cho nhau trọn đời bình yên. Thú thật, tôi cũng không muốn bán căn nhà này nếu như không phải trả nợ gấp. Vì nói thật chứ, dù thời gian ở lại đây không lâu, nhưng tôi cảm thấy rất gắn bó với căn nhà này, giống như cành cây không thể rời bỏ thân của nó. Trời ơi, bé Năm, sao ngày này ăn mì gói đổ nước sôi vậy? Mày sắm cái đầu làm cái gì? Mày phải sáng tạo chế món này món kia chứ, ăn cho đỡ ngán. Có mì nước ăn là may lắm rồi. Chú không ăn, chú ra ngoài ăn đi. Ê, mày nói ai đó con thị nợ xấu xí. Thôi đi, chú muốn ăn thì ngồi xuống đi. Chú cũng cảm ơn con. Mấy năm qua đã vất vả nhiều rồi. Nhờ con mà chú cũng thu thập gần đủ bằng chứng tội ác của bọn chúng rồi. Giờ đã đến lúc bọn chúng phải trả món nợ năm xưa. Con cũng cảm ơn chú. Nếu không có chú thì cái chết của chị con năm xưa sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Gì? Cậu làm gì vậy? Chị nhìn nè. Cái này là cái gì? Có kẻ lạ đã đột nhập vào căn biệt thự bằng con đường này. Nhưng tại sao ở đây không ai biết vậy? Tôi cũng đang tự hỏi điều đó. Nè, có người mang tiền đến trong nè. Là ông đó hả? Ừ. Không dám đâu. Tôi biết ông còn phá hơn tôi. Vậy thì ông bỏ nghề thầy bói đi. Nè, tôi sắp giàu rồi đó. Quan trọng phải nhờ ông giúp. Đi lừa đảo với ông hả? Không, chỉ cần ông tiết lộ cho tôi biết là nơi ông Đại đã giấu vàng thôi. Ông đi hỏi ông Đại. Cái con quỷ mén này hả? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, không được mang rau muống về căn nhà này. Mày có biết là rau muống này có thuốc tăng trưởng không? Thuốc tăng trưởng thì rau nào cũng có, đâu chỉ riêng rau muống đâu. Mà chú yên tâm đi, con mua rau sạch trong siêu thị á. Tao không bao giờ tin mấy cái thứ mà rau sạch hết á. Rau càng sạch càng dễ bị sửa. Nói gì không hiểu hết trơn. Thôi mày, không hỏi nhiều mày. Cha Lộ này chết ở xó nào rồi mà không thấy tới, để mà chờ dài cổ luôn vậy. Ủa, bây giờ mới tới hả? Ủa, ông là ai? Là khách. Ông không mời tôi ngồi sao? Mời ông ngồi. Ông muốn coi cái gì? Gia đạo hay công việc? Tôi muốn coi hậu vận. Tất nhiên rồi, ai đến đây mà chẳng coi hậu vận. Nhưng mà hậu vận cũng có nhiều loại lắm. Tôi muốn coi hậu vận cho một người. Ai? Là khách quý của ông. Ông Lộ. Thằng cha đâu mà khách quý cái gì? Ông là nỗi ám ảnh của tôi thì có. Vậy sao? Vậy tôi sẽ giúp ông chấm dứt nỗi ám ảnh đó. Có thiệt không đó? Mà thôi, tôi không tin ông đâu. Lỡ ông là người của ông Lộ cài vô thì sao? Lộ là một tên súc sinh. Ông là thầy bói mà không phân biệt được người tốt với kẻ súc sinh à? Tôi không bao giờ đứng chung với hắn. Vậy thì bây giờ ông muốn cái gì? Là ông muốn chứ không phải tôi. Nếu ông muốn có tiền mà không bị tên Lộ khống chế thì phải làm theo ý của tôi. Cô cứ nói vậy nè. Liệu anh ấy có tin không? Thằng Đảnh là một thằng dễ yếu lòng. Cô cứ nói bi thương vào, chắc chắn là nó sẽ tin. Ông nhớ những lời tôi đã nói chưa? Nhớ rồi. Nhưng mà liệu hắn có tin không? Tin hay không là do cái miệng của ông. Hắn sắp đến đây rồi, tôi phải về. Nhớ những lời tôi nói đó. Nếu làm sai, ông sẽ nhận hậu quả những việc của mình làm. Sao chưa hết cái hạn này lại tới cái hạn khác vậy ta? Em đang đợi anh đó. Xong việc rồi anh tới liền nha. Sao? Hát có đồng ý đến không? Có. Anh ấy hẹn tôi ở chỗ cũ. Chỗ cũ là chỗ nào? Thì chỗ hẹn cũ trước khi anh ấy đi tù. Mà ông thắc mắc làm chi vậy? Vậy được rồi. Nè, cô cứ đến chỗ hẹn, nhớ những lời tôi dặn nha. Con này nó nói là nó đi liền. Đúng là dễ dãi. Rồi, bây giờ lấy ai trả tiền cà phê đi trời. Anh ra tù sao anh không đi tìm em? Vừa ra tù anh tìm em liền. Nhưng người ta nói em đã lấy chồng và định cư nước ngoài. Em không muốn đi. Em không muốn đi một chút nào hết. Nhưng anh cũng biết rồi đó, ba má em rất khó. Khi nghe tin anh vô tù, ba má em bắt em lấy chồng liền. Anh hiểu. Nhưng ba má đâu có biết. Khi ba má gả chồng cho em, cũng là đưa em xuống địa ngục. Những ngày tháng qua là những ngày tháng đau khổ tận cùng nhất của em. Vậy mà anh cứ tưởng em sống rất hạnh phúc. Ai cũng nghĩ như anh, và cả em cũng vậy. Anh biết không, thực ra em lấy chồng là người nước ngoài. Nhưng khi qua đó, ông ấy không cho em học tiếng Anh. Vì vậy em không thể đi làm được. Lúc đầu em cũng nghĩ ông ấy làm như vậy là vì ông ấy thương em. Nhưng không phải như vậy. Ông ấy chỉ muốn ràng buộc để biến em thành một thứ đồ chơi trong tay ông ta. Em làm gì vậy? Cô ta là ai? Bạn tụi cô. Đồ khốn nạn, anh lợi dụng lúc tôi đi ra ngoài để anh đưa gái vào nhà hả? Cô vừa phải thôi. Thôi tôi không nói. Rồi làm tới hả? Đồ khốn nạn. Đồ khốn. Go away. Rồi em có báo cảnh sát không? Em có nói được tiếng Anh đâu mà báo cảnh sát. Mà thật sự em cũng không biết báo cảnh sát bằng cách nào. Một thời gian sau em mới liên lạc được với một người quen. Người này giúp em gặp luật sư và giải quyết chuyện ly hôn. cuộc hôn nhân này đã khiến em mất tất cả. Nhưng em đã đoạn tuyệt được nó để lấy lại những gì đã mất. Kể cả anh. Em muốn chúng ta nối lại tình cảm trước kia. Anh thấy sao? Anh nói đi. Anh có còn thương em không? Em phải hiểu rằng anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Thời gian trong trại giam đã biến anh thành một con người khác. Không lãng mạn, không còn một tình yêu nồng cháy, mà thả vào đó là một trái tim chai sạn. Nhưng em biết có một điều anh sẽ không thay đổi, đó là tình yêu của em. Anh vẫn yêu em và em vẫn yêu anh. Em không sợ sẽ sống cạnh một thằng tù như anh sao? Không, thậm chí em còn muốn được cầm tù với anh. Anh không nghe người ta nói sao? Nơi nào có người yêu tôi ở lại là nơi hạnh phúc. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tình yêu của anh không còn ở bên em nữa. Thảo Trang ạ. Trả lại cho ông á. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì mà nó bấy nhầy te tua hết trơn vậy? Tôi chà sát nền nhà cho nên nó bấy nhầy te tua, nó banh ta lông chứ sao. Tôi chà khắp hết trong nhà mà tôi thấy nó im ru, nó không có nhảy nhót gì hết. Trước đây tôi có sai ông Minh đi tìm chỗ giấu vàng, nó đưa về cho tôi chữ D. Tôi nghĩ hoài, tôi tưởng đâu là chữ đại, ai ngờ đâu là chữ địa. Trời, sao lạ vậy? Địa là đất, là có nghĩa là ông Đại chôn giấu vàng ở ngoài đất, chứ không phải trong nhà đâu. Vậy sao ông không chịu nói sớm? Làm tôi chà, tôi lết banh cái nhà luôn. Có gì đâu. Bây giờ ông đem về, ông ra ngoài sân vườn á, chỗ nào có đất thì ông lấy con này nè, ông rà như rà mìn vậy đó, là nó hiện lên thôi, có gì đâu. Không dám đâu. Tôi mà đưa cái thứ này ra ngoài giường, tôi rà rà, tôi đào đào, tôi bới bới, người ta nhìn vô tưởng tôi điên. Lúc đó nhốt tôi vô bệnh viện tâm thần á. Cái chậu cây này khá lớn, tại sao lại nằm chắn ngang ngay lối đi như vậy? Nhìn chướng mắt quá. Ủa, cậu Đánh, sáng nay cậu đi đâu vậy? Tôi đến thăm một người bạn, bạn học. Nặng quá, một mình chắc khiêng không nổi rồi. Ráng thử coi. Nè. Cô làm gì vậy cô? Tại tôi thấy cái chậu này nó nằm giữa đường quá, tính dời nó qua một chút. Trời đất ơi, sao vậy không nhờ tôi nè? Vì đang mang thai, ảnh hưởng tới đứa bé nguy hiểm lắm. Tôi quên, tôi vô ý quá. Cô ở nhà, lần sau phải cẩn thận. Đâu phải lúc nào cũng có em bên cạnh để nhắc nhở cô đâu. Tôi biết rồi. Vậy à, bây giờ dì muốn dời cái chậu đi đâu? Dì nói tôi đi, tôi với chị bé làm cho. Đúng rồi. Dời vô góc trong kia đi. Được rồi, dì tránh ra đi. Tránh ra. Ê, dừng lại. Không được dời cái chậu đi đâu hết. Ôi chú, cái chậu nằm trình hình ở đây, mình dời vô một góc nó tốt hơn chứ chú. Không được. Gì? Cái chậu này là vật phong thủy trong ngôi nhà này. Cái gì? Phong thủy hả? Đúng. Từ hồi mà anh Đại còn sống á, đưa nó về đây để trấn ếm ma quỷ, để nhằm giữ bình yên cho ngôi biệt thự này. Bởi vì vậy không ai được đụng đến nó. Tôi không tin. Sao tôi không nghe ông chủ nói gì hết trơn vậy? Mày mới về đây làm có mấy năm làm sao biết được? Trời ơi, tôi ở từ nhỏ tới lớn ở căn biệt thự này nè, có nghe ba tôi nói gì đâu. Hồi nhỏ trí nhớ mà chưa có ổn định làm sao mày biết? Đúng rồi đó, xạo. À, ý tụi bay nói tao xạo chứ gì. Ừ. Trong cái nhà này, ngoài anh Đại ra, tao là người sống lâu nhất. Vì vậy, muốn dời cái vật gì trong cái nhà này phải thông qua ý kiến của tao, hiểu chưa? Thôi đừng có tranh cãi nữa. Ý định dời cái chậu này là của tôi. Nếu chú Lộ đã nói là phong thủy thì thôi. Đứng lại. Bây giờ chú muốn cái gì nữa? Tôi muốn là mọi người thề trước mặt tôi không ai được đụng vô cái chậu này. Làm gì phải thề, chú quá đáng lắm. Ê, cái con thị nở nhiều chuyện kia. Tao đang nói chuyện với em Tần chứ không phải nói chuyện với mày, hiểu chưa? Bây giờ tôi không thề, chú làm gì tôi? Tôi đã nói không đụng tới là không đụng tới. Không việc gì tôi phải thề thốt hết. Chú cứ yên tâm đi. Nhưng mà tôi muốn mọi người thề trước mặt tôi là không được đụng vô cái chậu này. Trời đất, tôi đi lì mà. Ê, biểu. Tao nói hai đứa bay lần cuối nha. Không được đứa nào dí dời đụng vô cái chậu đó. Nếu mà đứa nào cãi lời tao, tai họa sẽ ập xuống ngôi nhà này. Nhất là tụi bay đó, hiểu chưa? Tai họa sẽ ập đến cái nhà này, nhất là tụi bay đó. Đúng. Ha, ập xuống đầu chú thì có. Thôi đi chị Năm. Cô, em dám chắc với cô là dưới chậu cảnh đó phải có cái gì đó, nên ông mới cấm mình không được đụng tới. Cũng có thể lắm. Bởi vì trước khi tôi đi tù, tôi đâu có thấy cái chậu nó nằm ở giữa đường vậy đâu. Hay là tối nay mình thử dời cái chậu qua hàng bên, rồi mình coi dưới có dấu gì không. Thôi đi, chú ấy đã không đồng ý thì thôi, mình đừng chuốc thêm phiền phức nữa. Cô làm gì sợ? Mình có ba người, ổng còn mình à. Không phải tôi sợ, nhưng từ giờ cho đến lúc bán nhà, tôi không muốn thêm rắc rối gì nữa. Dì Tần nói cũng có lý đó. Chú Lộ rất là khó hiểu. Chúng ta không thể đoán trước được chú ấy sẽ làm gì đâu. Tốt nhất là nên đừng gây sự với ông. Nhưng mà nếu không tìm hiểu á, thì mình cứ thắc mắc hoài. Cô, mình làm đi, cùng lắm bị ông chửi một trận thôi. Vậy là cô đồng ý rồi nha. Tối nay em với cậu Đảnh sẽ điều tra ra cho tướng sự thiệt. Còn giấu cái gì ở dưới? Trời ơi, biết đâu có nguyên đống vàng ở dưới. Tí xíu nữa là chết rồi. Cái chậu cây đó bao năm nay không ai để ý, tại sao bây giờ lại có người chú ý đến nó? Mình nhớ cả Đảnh với Năm và Tần đều không có mặt ở biệt thự lúc đó mà. Cô đừng có trách tôi. Có trách thì trách cô đi. Lúc trước cô ham tiền, cô lấy ông anh máu lạnh của tôi rồi bỏ ổng đi theo người khác. Bây giờ thì hậu quả là như vậy đó. Xin lỗi nha. Chúc cô mau siêu thoát. Thời gian đã xóa sạch mọi dấu vết. Tại sao bây giờ bọn chúng muốn dời cái chậu đi? Hay là bọn chúng đã phát hiện ra điều gì không? Cô chủ không nghe cậu ơi. Làm nhẹ nhàng thôi. Để tôi. Ủa sao lạ vậy? Có gì đâu lạ. Đây nè, đất ở đây không giống như đất ở trong vườn. Hả? Không giống chỗ nào? Thì tôi không biết, tôi cảm giác vậy á. Giờ sao cậu? Không biết. Vậy thôi, để lại chỗ cũ đi. Ai à? Ai gì? Cái gì đen thui thui lùi vậy? Giờ hả? Dạ. Bé Năm. Dạ. Thằng Rảnh, tụi mày đâu về? Dạ dạ đi. Đi đâu? Dạ dạ tụi tôi chạy bộ vòng vòng. Dạ đúng rồi. Chạy bộ vòng vòng, chạy bộ một vòng bùng binh, xong rồi chạy tới chạy lui, cái chạy ra đằng sau, cái chạy về đây. Nửa đêm mà tụi bay chạy bộ hả? Dạ. Tập thể dục hả? Tụi bay có khùng không? Đúng rồi, chạy mệt quá trời nè. Chạy tiếp đi. Chạy bộ chạy. Ô khùng, tụi bay đâu? Đứng lại. Tại sao hai nó lại mặc đồ đen, cùm lê đen, rồi nó quấn cầm cái dây giống như ninja? Mà cái hành động này lén lén lút lút làm gì ta? Ai đó? Em đây cô ơi, mở cửa đi. Cô đóng cửa lại đi, nhanh lên. Sao vậy? Chị gặp ma nữa hả? Không có gặp ma, mà gặp người. Gặp chú Lộ. Ông có hỏi gì không? Có. Hỏi em với cậu Đảnh là mới đi đâu về. Rồi chị nói sao? Em chưa kịp trả lời, cái cậu Đảnh trả lời chứ, mới đi chạy bộ về. Cái gì? Nửa đêm đi chạy bộ? Nói vậy ai tin? Thì quýnh quá, biết nói gì. Nói đại đó. Ông còn nói gì nữa không? Em sợ quá, em đi lên đây luôn. Em cũng không biết ông nói gì nữa. Tôi hứa là đã không đụng vô cái chậu đó nữa. Bây giờ ông biết rồi, làm sao đây? Ông đâu có thấy em với cậu Đảnh làm gì đâu. Chẳng qua ông hỏi vậy thôi, có gì đâu cô sợ. Vậy cậu Đảnh có nhìn thấy gì không? Không thấy gì mới tức chứ. Vậy thì đi ngủ. Trời ơi, cô, chuyện vậy mà cô đi ngủ tỉnh bơ hả? Không đi ngủ thì ngày mai lấy sức đâu mà làm việc. Ngày mai nhiều việc lắm đó. Cô cho em ngủ đây ha. Ra ngoài sợ ông Lộ hỏi nữa nha. Đã quá. Chị không thay đồ hả? Chứ bây giờ em xuống phòng em thay đồ thì thôi em ngủ dưới phòng em cho rồi. Sao? Chú Lộ chôn một cô gái dưới chậu cây. Cô gái đó, bóng ma đó cô ơi, bóng ma trong giường đó. Sao chị biết? Em nằm mơ. Chị xem phim kinh dị nhiều quá rồi đó. Không phải, người ta nói là giấc mơ có thể trở thành sự thật đó cô. Nếu giấc mơ là sự thật thì mấy cái vụ án đâu có cần điều tra, chỉ cần ngủ mơ là biết liền. Nhưng đâu phải mơ là dễ đâu, Phải có người cõi trên cho phép mơ mới mơ được á. Bây giờ ngủ hay cãi tiếp đây? Dạ ngủ. Nhưng ngủ đây. Ừ. Dạ. Đúng là biệt thự này rồi. Nhưng sao lại đổi tên như vậy chứ? Cô tìm ai? Tôi tìm anh Đảnh. Cô là gì của cậu Đảnh? Tôi là bạn của anh ấy. Cậu Đảnh không có ở nhà. Vậy tôi có thể vào nhà và chờ anh ấy được không? Cậu Đảnh đi rồi, biết chừng nào về mà ngồi chờ. Tôi nói tôi chờ được. Tôi đã gọi điện cho anh ấy rồi. Anh ấy kêu tôi chờ ở đây. Có chuyện gì vậy? Cô này kiếm cậu Đảnh. Sao chị không mời người ta vô nhà? Mời vô. Mời cô ngồi. Nhà cũng không có gì thay đổi so với thời gian trước đây. Chỉ có điều nội thất hơi cũ một chút. Nói vậy là cô đã từng đến đây rồi à? Có chứ. Trước khi anh Đảnh đi tù tôi tới đây hoài à. Vì tôi là bạn gái của anh ấy mà. Cái gì? Cô nói cô là bạn gái của cậu Đảnh, sao đó giờ không thấy mặt cô, với lại không nghe cậu Đảnh nhắc đến cô. Vậy chị có biết tôi tên gì, ở đâu không? Ngay cả tên tôi chị còn không biết thì làm sao chị biết được anh Đảnh có nhắc đến tôi hay không? Nhưng mà chị Năm, nãy giờ nói chuyện với cô mà tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi tên là Thảo Trang. Tôi với anh Đảnh học chung trường cấp 3. Sau khi anh Đảnh đi tù được một năm thì tôi cũng theo gia đình ra nước ngoài định cư. Giờ tôi biết anh Đảnh đã ra tù nên tôi về đây đón ảnh đi. Chắc chị đã hết thắc mắc về tôi rồi. Bây giờ đến lượt tôi tò mò muốn biết chị là gì của anh Đảnh. Tôi là vợ sau của ba cậu ấy. Tôi tên Tần. Thì ra là mẹ kế của anh Đảnh. Vậy tôi xin phép gọi chị bằng gì nghe? Cô muốn gọi sao thì cũng được. Chắc bác trai vẫn khỏe hả gì? Nhà tôi mất cũng được nửa năm rồi. Ba anh Đảnh mất rồi sao? Xin chia buồn với dì. Cảm ơn cô. Đây là chút quà ra mắt, mong dì nhận cho. Tôi không dám nhận đâu. Dì là mẹ kế của anh Đảnh. Sau này chúng ta cũng là một gia đình mà. Dì đừng có ngại. Dì nhận đi cho tôi vui. Cảm ơn cô. Nãy giờ nói chuyện mãi mà tôi quên. Anh Đảnh chừng nào về vậy dì? Cậu ấy đi mua đồ dùng làm giường. Chắc cũng sắp về rồi đó. Tại sao anh Đảnh lại mua đồ làm giường? Cậu ấy đang làm việc ở một trại gà nên mua đồ về để tu sửa nơi đó lại. Vậy chắc anh ấy vất vả lắm phải không dì? Tôi cũng dự định rồi. Nếu như anh ấy đồng ý chúng tôi sẽ làm đám cưới. Rồi tôi sẽ bảo lãnh anh ấy ra nước ngoài với tôi. Tùy cậu ấy thôi. Nhưng mà dì ủng hộ hai đứa tôi chứ? Đó là việc của cậu ấy. Tôi đâu có biết gì đâu mà ủng hộ hay không. Anh ấy gọi, xin lỗi gì. Alo, em nghe nè. Em đang ở nhà anh nè. Sao? Không thích nói chuyện trong nhà hả? Vậy anh cứ ở đó chờ em. Em sẽ tới liền. Bye. Anh Đảnh đang chờ tôi ở ngoài quán. Tôi phải ra liền. Trước khi tôi về Mỹ, tôi nhất định sẽ tới chào dì. Tôi xin phép dì. Chào cô. Chào dì tôi đi. Không biết cậu Đảnh có bệnh gì không mà đi quen cái bà vô duyên thấy ớn à, hết nói nổi. Alo, anh làm gì mà em gọi anh không nghe máy vậy? Anh bận công việc một chút. Anh bận việc gì mới được chứ? Anh có nói ra em cũng đâu có hiểu đâu. Vậy anh đi uống cà phê với em được không? Xin lỗi, bây giờ anh bận rồi. Thôi bye nghe. Anh khỏi đi ra quán cà phê nữa. Anh về khách sạn ở quận nhất cho tôi đi. Trời đất ơi, cái gì đây? Cái thằng âm minh của ông đó. Sao nó chẳng hãng chê hê vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi bỏ trong bụng thôi mà ra nông nổi vậy đó. Trời đất ơi, sao ông lại bỏ trong bụng chi vậy? Ông không hả? Chứ chẳng lẽ tôi cầm cái này đi vòng vòng khơi khơi ngoài giường hả? Ngứa quá vậy trời. Không sao, ngứa mà làm được việc thì tốt. Tụi nó mà biết mình đi tìm kho báu, tụi nó giết mình chết. Trời trời, ông này chắc bị khùng rồi sao? Tự nhiên trưa nắng đội nón lá đi vòng vòng ngoài sân này trời. Tôi trả lại cho ông á. Con này mà âm binh cái gì, thuộc về tàn binh, phế binh thì có. Tôi ôm nó chạy 50 vòng trong sân mà thấy rung gì đâu. Tại ông không đến đúng chỗ làm sao nó rung. Vậy ông nói bà đi, ông đại cho ông già ở đâu? Nếu tôi biết tôi tới tôi đạo rồi. Tóm lại ông biết hay không? Thôi được rồi, để tôi sai âm binh đi tìm cho ông. Nhưng mà tôi nói trước nha, sai âm binh đi rồi cũng hên xui lắm đó. Hên xui là sao? Tụi nó đi, nhưng mà tụi nó về lúc nào á tôi không biết. Ông phải chờ á. Âm binh mà cô ham vui vậy hả? Chúc mừng cô. Chúc mừng chuyện gì? Chúc mừng cô bởi vì đây là người khách thứ 20 kể từ khi cô treo bảng. Thôi mình đi ăn mừng đi. Chị đó nha, lười biếng nấu ăn thì nói đại đi, bày đặt ăn mừng nữa chứ. Tự nhiên lâu lâu em thèm bún chả giò. Thôi được rồi, trưa nay mình sẽ đi ăn bún chả giò được chưa? Ý, cô thiệt là tuyệt vời. Quên nữa, cái bóng đèn trên phòng tôi bị hư á, chị kêu thợ sửa giùm tôi đi. Đâu cần kêu thợ làm gì. Trong nhà mình có thợ, thợ đang sửa trên phòng đó. Thợ tên là Đảnh. Anh đang làm gì đó? Anh đang sửa bóng đèn cho em nè. Em đâu có nhờ anh làm đâu. Em không nhờ, nhưng đây là bổn phận của anh. Anh có nghĩa vụ phải giúp đỡ cho mẹ con em chứ. Anh á. Cậu Đảnh. Trời ơi, cậu ghê thiệt nha. Gì đâu ghê. Trời ơi, sửa điện mà nhắm mắt không sợ điện giật hả? Thì tôi buồn ngủ, nhắm mắt để đó thôi mà. Xong chưa? Cảm ơn cậu nha. Đâu có gì đâu, chỉ là sửa bóng đèn thôi mà. Nhưng nếu không có cậu thì tụi tôi đâu biết làm đâu. Dù những việc lặt vặt nhưng phải có đàn ông làm mới xong, phải không cô? Vậy thì mai mốt á, có gì mà cần giúp á thì cứ nói tôi sửa cho nha. Dạ, vậy hả? Vậy thì nhờ cậu sửa giùm tôi cái chui của cái bàn ủi á, nó cũng lúc lắc á. Rồi cái bóng đèn ở trong nhà tắm nữa. Còn nữa, trong phòng tôi nó có một cái... Thôi, chị làm cái vậy? Cậu rảnh còn nhiều việc lắm, chứ đâu có rảnh như hai chị em mình đâu. Chị nhờ nhiều quá vậy. Thôi, cậu rảnh đã mở lời mà. Trời. Không sao đâu, có sẵn đồ nghề ở đây tôi làm luôn cho. Đúng rồi đó, thấy chưa? Cậu rảnh mở lời thì mình phải nhờ luôn, phải tận dụng cơ hội chứ. Cô thiệt thà quá đi. Tìm ra chưa ông nội? Tôi nè, Thảo Trang nè. Ủa, cô hả? Tôi đã hẹn được anh ấy ra quán rồi. Bây giờ ông bảo tôi phải làm sao đây? Trời, chuyện đó mà cô cũng hỏi tôi nữa hả? Thì cô cứ nhắc lại kỷ niệm cũ. Sau đó dụ nó nhận tiền bán nhà. Rồi sau đó hai người đi xây tổ ấm. Nhưng nếu anh ấy không còn hứng thú với tôi nữa thì sao? Thì tôi cũng thua luôn chứ sao. Cô là phụ nữ mà cô hỏi tôi câu đó nữa hả? Cô phải động não suy nghĩ chứ. Cái con này vô duyên bất lịch sự như vậy. Không hiểu sao đánh nó yêu được. Chắc mình cũng phải ra tay thôi. Nó mà kéo được thằng Đảnh ra thì mình mới có cơ hội đến với Tần. Rồi mọi chuyện mình sẽ tính sau. Anh còn nhớ nơi này không? Nơi này là nơi lần đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau. Anh vẫn không quên hả? Có những chuyện người ta không thể nào quên được. Cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi gì. Chỉ có anh và em là thay đổi. Thảo Trang à, không có gì gọi là tồn tại mãi mãi được đâu mà. Em tưởng là nơi này cảnh vật không thay đổi sao? Nó thay đổi nhiều thứ lắm đó. Ngày đó chúng ta vùng dại quá phải không anh? Em còn nhớ là anh đã mượn giấy bút của người chủ quán vẽ tặng em một bức hình ngay tại đây. Không phải tại đây mà ở trên tầng 2 kia kìa. Chỗ đó người ta đã xây dựng lại rồi. Anh còn nhớ nhiều hơn là em nghĩ đó. Anh đã nói với em rồi, có những chuyện người ta không thể quên được mà. Anh đã từng nói nếu không có em thì cuộc đời anh thật vô nghĩa. Vậy bây giờ anh có còn nghĩ như vậy không? Thảo Trang à, anh xin lỗi. Bây giờ anh không còn là chàng trai tự tin yêu đời như ngày xưa nữa. Và anh cũng không có đủ khả năng để cho em cuộc sống như anh đã từng hứa. Anh đủ khả năng mà. Chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống. Ở đây anh còn không xin được việc làm, huống hồ gì là bên đó. Nếu như anh bán căn biệt thự ở bên đây, chúng ta sẽ mang tiền qua đó mua một căn nhà vừa ở vừa cho thuê cũng được mà. Thảo Trang à, anh đã nói với em rồi, căn biệt thự đó anh không có phần. Ba anh đã tặng và sang tên cho dì Tần rồi. Bây giờ anh chỉ là một kẻ tay trắng. Nhưng dì Tần đã nói là sẽ chia phần cho anh mà. Anh cứ việc nhận phần của mình rồi ra đi với em cũng được mà. Anh sẽ không nhận bất cứ một đồng nào hết. Bởi vì anh biết là số nợ của ba anh rất lớn. Nếu mà bán đi ngôi biệt thự đó để trả nợ xong, số tiền còn lại không đáng bao nhiêu hết. Bao nhiêu cũng là tiền mà anh. Nhưng mà dì Tần đã có thai, sắp tới lại phải lo cho đứa nhỏ nữa. Dì cần số tiền đó hơn lại. Cuối cùng thì anh cũng nghĩ cho dì Tần. Chẳng lẽ dì ấy lại quan trọng với anh như vậy sao? Hay là ngày mai em với anh đi đăng ký kết hôn nha. Đăng ký kết hôn hả? Đúng rồi. Em về đây cũng đã hơn một tuần rồi. Nếu không đăng ký thì làm sao làm giấy tờ kịp. Anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Sau khi có giấy kết hôn rồi, em sẽ lo mọi thủ tục bảo lãnh. Anh không cần phải lo lắng gì cả. Anh... Thảo Trang à, xin lỗi anh có điện thoại. Để anh chút. Anh không còn yêu tôi cũng không sao, nhưng số gia sản của anh phải thuộc về tôi. Thảo Trang à, bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi. Anh xin lỗi nha. Lát nữa em đón taxi về giùm anh nha. Anh đi nha. Anh Đảnh. Anh Đảnh. Anh Đảnh. Đảnh Đảnh cái gì? Ngồi xuống đi. Thì ra ông theo dõi tôi. Theo dõi mới biết cô cao tay ấn cỡ nào. Giờ thì ông biết rồi đó. Tôi đã đặt vấn đề kết hôn, nhưng anh ta vẫn từ chối. Tôi chẳng cao tay gì cả. Tôi sắp rơi xuống vực rồi. Yên tâm đi, tôi có cách đó, làm cho cô bay lên khỏi cái vực đó, thậm chí còn bay cao nữa là khác. Ông nói vậy là có ý gì? Đây là thuốc yêu. Cô chỉ cần bỏ cái thứ này vào thức ăn hoặc là thức uống của nó. Thì thật Đảnh, có bọc cánh cũng không thoát khỏi tay cô đâu. Hiểu chưa? Hiểu. Trong tướng số, người ta nói những người hay bứt lông mũi là thâm hiểm lắm đó. Kệ tôi, đó là thói quen của tôi. Nếu mà hiểu rồi, tôi về. Nè, vắng nhà lâu quá cũng không được, tụi nó sẽ nghi thôi, hiểu không? À quên, cô tính tiền ly cà phê giùm tôi nha. Không, cái đây là của anh Đảnh. Giờ mới đem lên. Đi, đi. Mất lịch sự, ít ra cũng có một tiếng cảm ơn chứ. Mai mốt bỏ muối vô đồ ăn cho mặn chát chơi. Nhưng mà giấu vàng ở đâu vậy ta? Cũng có thể ổng giấu một nơi nào đó mà không ai ngờ tới, như nhà bếp chẳng hạn. Tối nay mình thử xuống nhà bếp coi. À, còn chú Phi, cậu đã liên lạc với chú ấy chưa? Sáng nay chú Phi có gọi cho tôi. Chú nói là mượn được một người làm công. Hy vọng là anh ta thạo việc và siêng năng, để chú Phi đỡ cực. Vậy là tốt rồi. Chú Phi là người... người hiền thì phải gặp lành. Có gì đâu lạ hả? Ăn đi, ăn đi. Sao hôm nay mấy con gà nó không chào đón mừng mình dễ trớn trọi trời? Như buồn hiu vậy. Ủa thằng Tí nó đâu rồi? Trời ơi, cám còn bỏ đây chưa cho ăn nữa. Hèn gì mấy con gà nó không thèm chào đón mình là phải rồi. Thằng quỷ này. Dậy chưa? Dậy chưa? Ngủ, ngủ, dậy coi. Gì vậy chú? Mày tên Tí chứ không phải tên heo đâu. Mày ngủ như heo rồi mày. Mai là tao ra kiểm tra. Mày định bỏ đói hết rồi gạo tao phải không? Tại tối tôi thức, giờ tôi ngủ chứ bộ. Ai biểu mày thức mày đổi thừa. 5 giờ chiều tao cho mày nghỉ rồi. Tại sao mày không về nhà ngủ? Coi đó ba làm gì? Trời ơi, đang mùa tranh giải mà chú cứ ngủ. Bởi vậy chú có tinh thần thể thao vậy trơn á. Mày làm gì hả? Miệng giống con heo chợ cám không vậy mày? Cái gì heo chợ cám? Tôi đâu phải con heo, tôi chợ cơm. Bây giờ chú cho tôi vô trọng ăn 3 chén cơm đi, rồi tôi ra tôi cho gà ăn. Không được mày. Mày cho gà ăn trước, mày mới được ăn sau. Trời ơi, chú ắt vừa thôi chứ. Người không lo, lo cho gà là sao? Ừ, tao vậy đó. Ừ thì làm, không ơn thì nghỉ đi. Chú vừa phải thôi nha. Trả lương bèo còn cằn nhằn nữa. Tôi không thèm làm với chú nữa đâu. Ừ, mày không làm sao thôi, mày nghỉ đi. Không cần cái thứ nhân viên như mày. Chú, tôi cũng không thèm làm cho một người giám đốc như ông. Tổ cha nó làm công mà nó nhân nội người ta không bằng. Trời ơi, phải chi con đảnh ở đây mình đâu có khổ như vậy. Đảnh ơi, mày có lên tiên mà về đây mà giúp tao Đảnh ơi. Tao lại mày đó Đảnh ơi, giờ đau quá. Làm chuyện mà ảm đúng không? Hai đúng không? Hai gì? Đang. Chú làm gì tôi không quan tâm, nhưng mà chú đừng có làm hại người khác là được rồi. Coi chừng vô tù đó. Cô có tin là tôi đánh cô không hả? Ông không được đánh má tôi. Cô nói cái gì vậy? Cô nói lại coi. Ông không nghe hả? Tôi nói á, ông mà đụng tới má tôi đánh ông luôn đó. Mày dám hả? Con nè, ông có tư cách gì mà đánh nó hả? Chú có biết là dì Tần đang mang thai không? Tao biết chứ, nhưng mà tao nghĩ chồng người ta chết mà tao biết mà tao không báo, lỡ mai mốt người ta biết rồi người ta trách cứ tao sao? Mình phải đòi lại đứa con của mình. Để không còn bước một mình giữa đêm trường. Con của mình đó, thì mình đòi, chưa có đòi con của ai đâu, đúng không? Bây giờ mà nói chuyện đứa con á, có phải là quá muộn không? Không phải là ngay từ đầu anh đã có ý định cho dì Tần uống thuốc phá thai. Một người mà có ý định giết con của mình, liệu có xứng đáng làm cha của nó không hả? Hay là mình tông cửa vô đại, có gì còn gấp cứu kịp á. Bây giờ đếm 1, 2, 3 tông vô nha. 1, 2, 3 vô. Ôi da, ôi da, đau quá, đau quá. Cái gì đấy? Sẽ như hạt mưa trở về với biên giới. Bộ chú Lộ đã đưa cho tôi. Sẽ tràn hoa, nhưng tôi thấy không cần những em đêm. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chào anh. Hoang vắng đời lại rộn rã. Không được, mà anh không biết gà này bị cúm hả? Biết chứ, nhưng tụi tôi mua về chế biến ai biết được. Không có được, tụi tôi không bán gà cúm.